Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Xe Máy Hòa Bình Minh. Sắp sửa bước sang tháng 6 âm là một trong những cái tháng mà bùng nổ doanh số bán xe của các năm trước đây. Thì chắc chắn là năm nay rất nhiều khách hàng cũng có nhu cầu mua xe vào thời điểm tháng 6. Vậy thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ cập nhật lại giá các dòng xe Honda để cho các bạn tham khảo nhé. Thì không để các bạn chờ lâu hơn nữa, ngay sau đây mình sẽ cập nhật giá. Các bạn có nhu cầu mua xe thì các bạn hãy đến với cửa hàng Xe Máy Bình Minh 1 ở phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ các bạn nhé. Liên hệ với Linh theo số điện thoại là 0987162438 để được Linh tư vấn cụ thể hơn ạ. Ngay sau đây thì Linh sẽ cập nhật giá. Đầu tiên ở đây Linh có Honda Vision. Đây là phiên bản đặc biệt màu xanh nhám các bạn nhé. Honda Vision thì nó có 4 phiên bản. Và với phiên bản đặc biệt màu xanh nhám thì hiện tại nó sẽ có mức giá cho các bạn là tầm khoảng ngoài 34 triệu đồng nhé. Giá xe thời điểm này thì Linh tin chắc rằng tất cả các dòng xe nó đều có mức giá bằng hoặc là thấp hơn giá đề xuất của nhà máy. Giá đang rất là hấp dẫn nhé. Còn với dòng xe Honda Vario ở đây, Linh đang có hai màu là màu xanh và màu đen. Đây là phiên bản xanh CBS các bạn nhé. Hiện tại bên Linh đang để mức giá cho các bạn là khoảng 43 triệu đồng thôi. Chỉ với 43 triệu đồng cho Honda Vario 160 phân khối ạ. Mẫu xe này thì được Honda Việt Nam mới giới thiệu vào thời điểm năm ngoái thôi. Và đây là một trong những cái dòng xe ga, nếu như ở trong khu vực miền Nam chẳng hạn, thì các bạn biết rằng là cái dòng Vario nhập khẩu đã được bán rất là nhiều. Hiện tại thì Honda Việt Nam đã sản xuất chính hãng Vario 160 và hiện tại với mức giá chỉ 43 triệu đồng là các bạn đã có thể sở hữu rồi các bạn nhé. Còn với Honda Vision ở đây Linh có màu đỏ này, đây là phiên bản cao cấp, chỉ với mức giá là 33 triệu đồng thôi. Giá xe đã quá là hấp dẫn rồi đúng không ạ? So với thời điểm năm ngoái thì Honda Vision phiên bản cao cấp cũng chỉ có mức giá là 33 triệu đồng các bạn nhé. Còn ở đây thì Linh có Honda LED, đây là phiên bản đặc biệt 160 các bạn này, Honda LED là 160. Đây là phiên bản đặc biệt màu sơn sần, sơn nhám. Thì bên Linh sẽ để mức giá cho các bạn là khoảng tầm 57 triệu đồng. Còn với cái phiên bản mà cao cấp màu đỏ hoặc là màu đen bóng ấy, bên Linh chỉ để mức giá khoảng ngoài 55 triệu đồng. Đó là Honda LED 160 các bạn nhé. Còn với LED mà các phiên bản 125 ấy, thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Bản 125 nó chỉ tầm khoảng 40 triệu đồng. Có bản thì tầm 42 triệu đồng thôi các bạn ạ. Đó là Honda LED. Còn một mẫu xe tay ga quốc dân mà được chị em phụ nữ lựa chọn rất là nhiều với chiếc cốp đồ vô cùng rộng lớn, đó là chính là Honda Lead. Honda Lead thì sẽ có 3 phiên bản để các bạn lựa chọn. Và với phiên bản rẻ nhất của Honda Lead là phiên bản tiêu chuẩn các bạn nhé, màu trắng, thì nó với mức giá chưa đến 38 triệu đồng thôi. Giá thấp hơn giá đề xuất rất là nhiều đúng không ạ? Còn với phiên bản cao cấp thì sẽ có màu xanh và màu đỏ. Bên Linh sẽ để giá cho các bạn là khoảng 40 triệu đồng cho Honda Lead phiên bản cao cấp các bạn nhé, màu xanh, màu đỏ. Còn ngoài ra thì Lead còn có phiên bản đặc biệt là màu đen và màu bạc thì sẽ có mức giá khoảng ngoài 42. Ở đây là bục trưng bày ở cửa hàng bên Linh thì Linh sẽ chỉ trưng bày một số xe thôi ấy. Thì bên kho xe bên Linh có đầy đủ các phiên bản và màu sắc. Các bạn quan tâm đến dòng xe nào thì các bạn liên hệ với Linh, Linh sẽ tư vấn cụ thể cho các bạn từng phiên bản và màu sắc khác nhau các bạn nhé. Tiếp theo nữa thì Linh có Honda Future. Đây là Honda Future phiên bản vành đúc các bạn, phiên bản vành đúc các bạn nhé. Honda Future thì sẽ có mức giá cho các bạn là khoảng tầm ngoài 32 triệu đồng cho phiên bản vành đúc ở đây các bạn ạ. Ngoài màu đen thì nó có cả các màu như là màu xanh, màu đỏ đó các bạn nhé. Với mức giá khoảng ngoài 32 triệu đồng thôi. Honda Future cũng đã hạ giá hơn khá là nhiều rồi ạ. Còn một dòng xe mà Linh thấy rằng nó hạ giá rất là nhiều so với thời điểm năm ngoái, đó chính là Honda SH1. Dòng xe này nó hạ giá lên tới khoảng 78 triệu đồng. Với phiên bản một phanh CBS của dòng xe Honda SH1 này sẽ có mức giá dao động cho các bạn là khoảng tầm 58-59 triệu đồng thôi. Còn với phiên bản ABS ở đây thì sẽ có mức giá cho các bạn là khoảng ngoài 66 triệu đồng. Màu đỏ đen các bạn nhé. Còn SH1 có rất là nhiều màu trên phiên bản ABS như là màu bạc đen hay là màu đen nhám, thì cũng đều chỉ có mức giá khoảng ngoài 67 triệu đồng thôi. Thời điểm năm ngoái thì các bạn có thể mua lên tới 73, 74, 75 triệu đồng. Nhưng năm nay thì phiên bản ABS của nó cũng chỉ có mức giá là khoảng tầm 67 triệu đồng thôi. Mức giá khá là hấp dẫn cho Honda SH1 đúng không ạ? Một dòng xe số quốc dân mà chắc chắn rằng trong thời gian tới sẽ có doanh số bán rất là chạy, đó là Honda Wenfa. Wenfa thì nó sẽ có mức giá thời điểm hiện tại cho các màu như là màu đen, màu trắng này, màu đỏ, màu xanh, mức giá khoảng ngoài 18, còn với màu đen thì khoảng hơn 19 triệu đồng một chút các bạn nhé. Honda Wenfa thời điểm này mức giá cũng rất là tốt, tầm khoảng ngoài 18 cho đến khoảng ngoài 19 triệu đồng tùy các màu các bạn lựa chọn ạ. Ở đây thì Linh đang còn một chiếc Honda SH150 các bạn nhé. Các bạn biết là năm nay thì Honda đã thay phiên bản 150 bằng phiên bản 160 rồi. Nhưng ở đây thì Linh còn một chiếc, duy nhất một chiếc ạ. SH150 phiên
phiên bản phanh CVS các bạn nhé, với mức giá cho các bạn là khoảng ngoài 91 triệu đồng. Tuy nhiên thì như các bạn biết thì thời điểm năm ngoái với bản 150, toàn bộ phần vành hay là tay xách lốc máy giảm xóc của nó là sơn trắng, nhưng với chiếc xe 150 còn lại một duy nhất này thì bên Linh cũng đã lên sơn vành đen luôn các bạn rồi. Toàn bộ vành tay xách lốc máy giảm xóc bên Linh đã lên đen luôn rồi các bạn nhé. Các bạn sẽ thêm một chút chi phí tiền lên sơn đen, còn nguyên bản xe của nó sẽ khoảng ngoài 91 triệu đồng cho SH150 ạ, còn một chiếc duy nhất các bạn nhé. Anh em nào mà vẫn muốn lấy phiên bản 150 thì các bạn liên hệ với Linh nhé, số điện thoại là 0987162438. Như lúc nãy Linh nói thì bản SH1 phanh CVS ạ, chỉ có mức giá khoảng ngoài 58 triệu đồng thôi. Và đây chính là chiếc xe mà đang có mức giá khoảng ngoài 58 triệu đồng đấy ạ. Đó là màu xanh. Ngoài màu xanh này ra thì nó còn có thêm là màu trắng hay là màu đỏ các bạn nhé. Đều chỉ có mức giá dao động cho các bạn khoảng 58 đến 59 triệu đồng thôi. SH1 phiên bản phanh CVS ạ, giá vô cùng hấp dẫn đúng không ạ? Và ngoài các dòng xe ga thì một mẫu xe mà chắc chắn rằng là cũng được rất nhiều các bạn quan tâm, đặc biệt là các bạn trẻ, các bạn sinh viên này quan tâm rất là nhiều, đó chính là mẫu xe côn tay Honda Winner X. Dòng xe này thì Linh đã bán rất là nhiều trong những năm qua rồi. Thậm chí có những khách hàng ở rất là xa, các bạn đi khoảng tầm 200 cây số đến bên Linh cũng là chuyện bình thường. Thì với với Winner thì sẽ có các phiên bản là phanh CBS và phiên bản là phanh thường nhé, và phiên bản là phanh ABS. Thì với Winner phiên bản phanh thường hiện tại sẽ có mức giá cho các bạn là khoảng ngoài 32 triệu đồng. Còn với phiên bản ABS sẽ có mức giá khoảng 37 triệu đồng các bạn nhé. Phanh thường thì có màu trắng này, màu đen và màu đỏ với mức giá khoảng ngoài 32 triệu đồng. Còn phiên bản ABS thì sẽ có màu đỏ nhám này, màu đen nhám, màu bạc và màu đỏ HRC. Bên Linh đều để giá cho các bạn là khoảng 37 triệu đồng. Honda Winner X giá cũng rất là tốt rồi, đã thấp hơn giá đề xuất lên tới hơn chục triệu rồi đấy ạ. Một dòng xe nữa mà cũng nhiều khách hàng lựa chọn mua, đây là một cái dòng xe số rất là thể thao, đó là Honda WRX. Với WRX này thì nó có lên tới 3 phiên bản để các bạn lựa chọn. Đó là phiên bản là vành nan phanh cơ này, vành nan phanh đĩa và vành lúc phanh đĩa. Và giá cũng rất là tốt, chỉ dao động cho các bạn là vành nan phanh cơ khoảng ngoài 21 này, vành nan phanh đĩa là khoảng ngoài 22, và với phiên bản vành đúc phanh đĩa chỉ khoảng ngoài 24 triệu đồng thôi các bạn nhé. Đó là mẫu xe số Honda WRX. Dòng này thì nó sử dụng kim phun xăng điện tử, với WinFan là chế thường, còn WRX sẽ là kim phun xăng điện tử các bạn nhé. Khả năng tiết kiệm xăng của nó sẽ rất là tốt, chỉ với khoảng tầm là 1,7 lít trên 100 km thôi các bạn nhé. Đó là Honda WRX. Còn ngoài ra thì ở đây Linh có mẫu xe Honda CBR 150R. Đây là một dòng xe côn tay nhập khẩu từ Indonesia các bạn nhé, nhập khẩu nguyên chiếc đấy ạ. Và hiện tại có mức giá cho các bạn là khoảng tầm 66 triệu đồng cho Honda CBR 150R. Anh em nào quan tâm đến mẫu xe này thì các bạn hãy liên hệ với Linh nhé. Thì ngày hôm nay Linh chỉ quay một số cái dòng xe cho các bạn tham khảo thôi. Còn nếu như bạn quan tâm chi tiết đến mẫu xe nào thì các bạn hãy liên hệ với Linh theo số điện thoại là 0987162438 nhé. Hoặc các bạn đến với cửa hàng xe máy Bình Minh 1 ở phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ các bạn nhé. Xin chào các bạn.